Hello, xin chào tất cả anh em nhé. Xin chào tất cả anh em đã quay lại với video đi gọi là đi đâu nhỉ? Đi bồi đất cây anh em nhé. Chắc là bồi cây rồi anh em. Đấy, đấy anh em theo dõi tôi nhé. Xin đi bồi đất cho cây anh em ạ. Cái đào anh em nhé. Em theo dõi tôi nhé. Trên thân cây nó cứ dính gì này. Ba lần nhận thấy nha, tôi sẽ tổng đi nha. Tôi sẽ lấy bước nào đất cho mình.
Xong rồi. Hả? Cái gì? Nó lại mì. Nó bỏ dép rồi à? Hả? Nặng quá liền. Anh phải xem TikTok rồi, anh xem có gì quay mình quay. Có gì quay mình. Hả? Đâu có gì quay mình. Quay TikTok. Quay mặt anh nhỉ? Ừ, anh phải đang xem có chủ đề không mình quay. Thế à? Đúng chen anh. Hả? Đu chen mượn chủ chủ đất của mẹ. Giới thiệu làm cái mẹ gì? Không, anh đang nói về máy. Máy anh đâu mà nói. Đấy. Tí là bảo em lồng tiếng chết. Hả? Tí là bảo em lồng tiếng chết à? Mày mày hơi con trâu bùn đi cơ ạ. Điều trâu bùn làm gì mà bằng em. Thì mới bảo hơn. Kìa, chân kìa. Đùi dính cả đùi. Đang làm thì phải bẩn mình. Cái gì? Đang làm thì phải bẩn mình. Ờ, làm nên vất vả vậy liền. Thế này em dự kiến trong 59 phút. Nãy ngủ đéo nghe thì nghéo gì. Rồi người bước cứ bước thật mau, mặc vào tà áo nàng sâu. Thì hát cho mấy em cháy bộ ghi âm đấy. Này là cái gì? Nhớt của nó. Đấy, ăn được đấy. Ăn được thật mà. Ăn được gì? Ăn được. Bẩn mình. Yeah. Có vị gì đâu. Ăn được mà. Thôi mày bán cứt mới ăn à. Có cái vị gì đâu. Vị nhớt nhớt giống như cái đấy này. Rồi, anh trách thơ duyên bé bằng. Anh trách thơ duyên bé bằng phần tình mình cứ chơi lên. Trách sông trời cao lại nên duyên hát ta gặp nhau. Để hôm nay bé bằng. Đấy đáp. Không đến cảnh không thôi.
Vì sao mang em bên bên lại mang sao ở xưa người và thêm hóa đang cập bến, thương cho mối duyên mình và thương em phận hồng hên. Lượng em sang tắt video cho nó, chắc em bỏ đáp chắc nó còn đáp đêm ngọn mới. Nó em lúc em tắt nó còn cứ đào này, em bảo là nó em quay, lúc em quay nó cũng đào, bảo nó chuyển, nó chuyển. Chuyển gì? Chuyển chỗ đào ấy. Thầy sang thầy kia. Rồi nó cứ đào cái đấy. Và thiên hoa đang cấp bến, thương cho mối duyên mình và thương em phần. Ôi ông à, ông đắp cây đi. Mẹ ơi. Anh trách tơ duyên bê bàng, phần tình sao quá trái ngang. Trách dòng trời cao lại nên duyên để ta gặp nhau. Để hôm nay lơ làng một mình anh ôm niềm đau. Tương lai bên người. Hả? Đấy không đi làm thật à? Kệ nó. Đi cúp điện này. Hả? Đi cúp điện này. Bên gì? Hả? Ai không đi lại? Ngồi nghe xem. Hả? Bên gì? Quan họ dân ca vậy. Thế nào? Nghe thấy điều. Ở đâu? Tận đầu ấy. Sẽ làm bài. Có mày mày xối đi, xối đi. Xối đáp cho bằng kia mà. Em có học. Em có ngu đấy nhưng em có học. Chắc sông trời cao lại nên chưa nay ta gặp nhau. Để hôm nay lo lắng một mình anh ngót niềm đau. Tương lai em bên người anh đâu. Em được đi trưởng thành nhé. Thầy vào xem em kênh YouTube mình bao nhiêu người đăng ký rồi nè. YouTube gì? Đúng qua nay cho xem. YouTube anh mới lạ quá. Ôi, 104 người đăng ký rồi. Đâu? Video anh đăng tối qua em mà đã được 479 lượt xem rồi. Video làm cây kia. Anh đi trang trại của anh nhé. Ờ, anh đang lập lại kênh mới. Anh làm kênh đấy. Hả? Thì anh làm kênh kia. Kênh nào? Kênh của mình ấy. Kênh đấy đã làm được đâu. Mọi người có quay bắt cá đâu. Có làm nhưng mà quay bắt cá với bắt chuột các thứ. Dạo này mưa nên là không bắt được cá. Chuột thì phải mua chuột về chứ. Mua chuột mua chuột với mua rắn về bắt chứ. Mở cô giáo tranh với chuột với chuột với rắn. Nãy con lông rắn này anh không bảo em để cho mà bắt chơi. Chắc không có nồng đâu. Rắn gì ấy. Đầu nó nhìn kiểu như hồ ma. Quan họ dẫn ca. Quan Kha. Biết con Kha là con gì không? Bla 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 bla. Này trồng để làm cảnh chứ không bán đâu chứ anh. Mình giảm cân nhiều không? Giảm mì. Tại cái này nó gãy sẵn. Mấy hôm nay toàn quay kênh mình toàn con dõi dưới con giòn đi. Đó, quay cua tôm cho mình. Có con gì quay con đấy này. Anh phải trả lương không thế? Hả? Anh phải trả lương cho ông không? Phải trả. Phải giao 400 nghìn.
Còn video mười mấy phút nữa cho mình. Người ta có học, em biết ông ấy học rồi gì, học cao học ra đấy. Cao học ra là gì? Bằng cao học đấy. Cao học là cao hơn bằng cao, biết bằng cao đẳng không? Có. Bằng cao đẳng là bằng đại học là cao hơn bằng cao đẳng đúng không? Ừ. Bằng cao học nó còn cao hơn bằng đại học ấy. Ừ. Mà ông ấy học ở cái như kiểu như là sau rồi ông ấy, nếu mà ông ấy đi làm ấy là làm trên bên đài truyền hình ấy. Làm bên cái là của người công chúng ấy. Sao thì vẫn đi làm cho anh? Hả? Thì ông ấy không muốn làm nhà nước thì ông ấy đi làm cái này thì ông ấy làm luôn cho anh. Ông không muốn giàu nhanh. Ông muốn giàu từ làm nhà nước phân tích thì giàu nhanh. Làm cái này ông ấy còn giàu nhanh không? Ông ấy vừa làm cái hợp đồng mấy trăm triệu ấy. Với em? Hả? Với cái anh ở trên thành phố. Với anh cũng mong năm nay anh kiếm được cái hợp đồng mấy trăm triệu. Cái kênh này mà lên view mà ok kiểu gì chẳng được cái hợp đồng mấy chục triệu. Hợp đồng với ai nhỉ? Với trang trại ấy, trang trại. Cái trang trại sẽ không bệnh này. Mình có bán cho họ đâu mà. Bán gì? Mình có bán cho họ đâu mà. Quay video cho họ được. Rồi nè. Ui ôi, ui. Lỗ. Ê, mà dính đất vào đây thì chắc là không có chân. Không. Anh mua cồn về, anh lấy cái đấy để mua cồn. Cồn đâu đấy? Cái khi chung mà. Anh cho nó uống tí rượu không được. Trời nắng nắng để lên kia lấy ở mọc về mình đang. Nắng rồi nhỉ? Không có tội ông mặt trời. Ôi phê thế nhỉ? YouTube anh là cái YouTube gì đây? Nên anh chồng nhé. Tranh này là làm vớ mày. Ơ đó đó đó. Thịt mẹ ăn những cái đầu quỷ và thác. Làm gì anh ơi? Video ấy của em được hơn 400 lượt xem rồi. Video con rúi của con John của thằng Tam Mao. Nhưng mà được thấy anh cứ bảo em đăng lên kênh cũ, mà kênh mới ngon thì đéo đăng, cứ đăng bảo đăng lên kênh cũ. Đăng kênh mới. Mẹ nhớ thỉnh thoảng em đăng lên kênh cũ cho nó không cái kênh mới nhá, đăng tốn qua mà rồi đã được hơn 400 rồi. Đặt tiêu đề là gì nhỉ? Chàng trai người mông xuống Bắc Ninh nuôi giòn xong rồi nuôi con giòn, xong đằng sau em ghi là lợi nhuận ra sao cái thế đó. Được gần 500 lượt xem rồi, được 20 giờ. Biết rồi. Đấy, hôm qua đăng cái video của nó đấy. Nghe thấy tiếng của Thế Anh là được rồi. Thằng đấy ta nói ra có mày ra cái mẹ gì đâu. Mẹ thằng đấy làm thuê mày. Tao đứng như đất lớn luôn. Mẹ. Và em hôm em cũng vào cắt vào để xem cắt cái video đó, nhưng mà
máy em cắt đéo được. Thế xem này, anh bỏ số tiền lấy vợ, bao nhiêu tiền lấy vợ ra để anh xuống anh ngồi giòn ngồi giết các thứ. Lập nghiệp ở Bắc Ninh, à lập nghiệp Hà Nội, 6 triệu hay 9 triệu là lấy được vợ rồi. You. Của em chim cảnh 48 giờ vẫn được 400 người xem. Chim với Tức Anh á. À, chiều nay em còn chiều nay thì em không chiều cái cá của em. Cá không? Hả? tối chắc em đặt 6 giờ em không chiếu rồi. Giờ cũng mỗi ngày em pan cho một video. Tại vì giờ mình mới đầu mình cứ pan thế thôi đã, sau mình giãn ra cũng được mà. Sau thời gian, tại vì giờ kênh mình mới nên nó ít video quá, nó phải đẩy lên. Kênh của anh nó còn được quảng cáo, được chạy quảng cáo nó trở lên. Kênh này của em được 100 sub rồi. Nhưng mà với cái tốc độ này thì nhanh được 1.000 lắm. Nói chung là tiền YouTube nó được bao nhiêu đâu, quan trọng là cứ view nhiều đi. Mỗi video nó được khoảng được 10k view là ổn rồi, đi kiếm tiền rồi. Đéo còn phải tiền là YouTube. Hả? Giờ chỉ cần mỗi video 10k view thì đẩy lên mà tốt phải nào. Bên chả phải làm đấy, bên cám cũng vậy em à. Bên cám với bên bán lợn, bên bán lợn giống này nó bảo em à. Em bảo lúc nào kênh em nó còn ổn thì hả? Cám với lợn nó khác gì nhau anh? Lợn giống ấy mà. Hai chỗ khác nhau chứ. Cám em nhiều bên lắm, mấy bên cám nhỉ. Bên thuốc thú y cũng quen mấy người. Tại em cho bên, tại em có nhóm lợn cho thuê nhóm lợn ấy, quen mấy người. Anh mẹ đói nữa thì em chưa tòi mất em. Chỗ của em bên đấy hả, chắc phải mai mới bán được. Sáng giờ vẫn có nhưng mà sáng nay em mới đóng phường xong rồi mẹ. Chờ mỗi tháng 9 triệu tiền phường ngay ạ. Mẹ đéo chống nổi, đéo đỡ nổi. Hả? 4 cái nào? Anh đã học xong đấy đấy. À không, em chơi toàn chỗ ấy thôi. Chỗ anh em với chỗ thanh niên xóm thôi. Chơi mấy năm rồi mà. Chơi mấy năm rồi. Anh có tiền để thấy anh mới mua xe hay là anh ấy mới mua xe nhỉ? Anh Sơn thấy hôm thấy anh đi xe vẫn còn bọc ni lông đấy, chắc xe anh Sơn. Thì chắc xe anh Sơn.
Có cái cứt. Con nào bán ơi, anh bẻ em với, để em đi qua anh. Bán thôi em xóa luôn. Đắt đời em phải lên để em xóa luôn rồi. Đâu anh chị? Không. Ai cũng, nếu ai còn bảo iPhone này, quay con nốt 20 của em mà nó quay hết, nó nặng quá. Nét quá. Cho xuống hôm qua, cho xuống 30. Cắt đây, chào. Vâng. Vâng. Quay 30 HD mà mẹ 1 tiếng mà nó hết tận 23 GB liền. Liền. Nặng cái liền. Ví dụ như quay con bình thường ấy, quay con Samsung A 7 ấy thì nó hết có khoảng độ 7 GB thôi. Quay con mình có 2 mấy GB liền. Nặng cái liền. Con của em nó 30 HD là nó thấp nhất rồi. Đấy. Không, không có 1080. Đây này. Cao nhất là 8K nhá. Đây, HD 30 là thấp nhất rồi. Còn cao. Đây này, còn cao nhất là bao nhiêu này? Anh biết là 8K hay bao nhiêu. Rồi quay đằng sau thì mới được. Hả? Em không biết, thấy anh hôm qua quay gì cho em? Hôm trước thấy bảo quay 3 cái John cho em nữa mà. Em chắc em cũng phải bảo quay cho em những video khác nữa. Ông ấy bảo là quay cho em mỗi giòn với dúi thì em chịu mất thôi, để làm đất gì. Em điện em bảo từ hôm trước rồi. Phải chủ đề khác, phải chủ đề khác nữa chứ. Suốt ngày giòn với dúi đẩy cho mình chết à. Trời ơi. Cái gì? Bị giật mình. Gặp lắm. Thôi anh cắt đi nha. Kích tiếng lên á. Kích tiếng kiểu gì? Cho phần âm thanh đúng không? Tăng lên à? Tăng tiếng lên à? Hay thế nào? Đó, tăng thì em biết có biết que. Thỉnh thoảng có tăng thôi. Để cắt đi chứ. Ok, thế là mẹ đạt công lắm rồi còn gì nữa. Thế mỗi buổi chiều 2 cái, trong 2 lít, trong rồi sáng 2 cái, 4 lít. Đấy,
riêng kiếm của em đã 4 lít mẹ rồi, chưa tính kiếm cái khác nữa. Anh thôi em đi em cắt cho, em chịu nhà em cắt cho. Có cắt được không anh? Anh thôi em đi, ngày anh cứ vứt cho em 5 cái, em lấy 500, à 450. Ok anh ạ. Thế nhá. Mấy phút rồi chưa? 31 nhỉ? Chào đi. Chào lên đi. Chào. Chào phép và đi. Đi cốc khác. Ôi, sướng thế nhỉ? Họ mở nhà cũng sướng. Chỉ em không nói to hơn nó đâu nha. Cái gì? Này em không nói to hơn nó được đâu mà. Thế nào? Nhà nó to hơn nè. Gào to hơn nữa. Cái đít mẹ là làm ở nhà. Vệ tắt mẹ nhà đi. Ui, xe máy kìa. Này, này. Hát cái gì? Tôi đang mò à? Toàn thấy lịch tông. Ê, nó cũng thủng. Mày ngồi ấy, mày ngồi chỗ gì mà cái mày gì cũng thủng được. Ngồi lịch tông nó thủng rồi. Hả? Ờ. Mày có ra cua không? Hả? Mày ra cua không? Không. Ra cua kia 5 bữa rồi. Biết không? Cảm ơn các bạn.
bé đâu mà cứ bê bỉ cái vi ti gì. Ở đâu thì bắt không? Bắt chỗ. Mình biết để cái đấy nó chắc đây thì nó đại tỷ cho em ạ. Thì bằng căn nhà này thôi. Nàng cho ta ngâm thiên đàng vội vàng qua châu lát. Như âm thanh chưa bao lời khỏi mời trong khúc hát. Liệu thế ta chưa xào xào rồi khát khao trong mong. Dịu dàng lại gần nhau hơn, giang tay ôm em vào lòng. Trao đi trao hết đi, đầm ngập ngừng che dâu nữa. À, trên em có người ta có hay nuôi lợn như vậy? Có mày. Có nhiều không? Mỗi nhà 4-5 con. Lên đấy anh quay video nuôi lợn. Cho ăn gì em đếp cám. À không, gà dạo này đang bị dịch là nó triệt sản hết mọi người. Nhà 20 con còn mỗi chục con mới đi. Em đi được tháng không biết tình hình nhà. Hôm nay là được tháng đang đây này là số 15, hôm nay 15. Cuối thư anh chào những lời động viên cho em những ngày tới, hãy luôn mỉm cười quên hết đi tình cho em phung đầy những yêu thương. Anh cũng phải lời người ấy, anh ngồi anh sối đó, mày sối đi nha. Sối làm gì hả? Sối làm gì? Thank you.
quay chiều cây mày. Hả? Em quay chiều cây mày. Quay chiều lên chiều xuống. Lớp dưới này cứng quá anh. Em mất trời anh em ạ. Còn nấp dâm mất rồi. Anh đốt thì cháy ngọn cây đấy. Lúc kia chuyển rồi xóa chưa nhỉ?
chuyển rồi nhưng mà không biết anh xóa chưa. Báo hết dung lượng mẹ. Tối qua em làm đêm với anh nhỉ? Tối qua em làm đêm đúng không? Làm được mấy cái video nhỉ? Đi ăn đêm đấy. Đấy, nhưng mà được mấy cái video nhỉ? Ba. Mình lúc mình về là 9:30 à? Một mình em được 3 cái, anh được cái cuối. À, tại con dao kia lúc này em kêu rắn quên. Kêu rắn quên. Tôi sẽ ra bên này quốc ra em. Vậy ơi mẹ góc ống mà mỏ. Đây em nha. Tôi sẽ lấy đi góc này mẹ. Thank you.
Đã xong rồi anh ạ, tôi đi. Cái ghế của tôi đó. Hết cái video đó đi xem và chửi chơi nhá. Đôi dép của em mà bán tính cân thì mẹ 50.000 bình thường anh ạ. Đừng ngồi đây tôi cậy dép tôi ra. Cuộc bay đâu. Bận không?
Xoay, cây 10 phút cây 10 phút xong. Đó anh em ạ, trong vòng 10 phút tôi đã xong cái cây này. Video của tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video khác của tôi. Anh em xin chào và hẹn gặp lại.